Vân lại vô cabin chơi tiếp mọi người ơi. Chút nữa mình sẽ ăn uống ở trong đây luôn. Machida giờ nó lại khoái đi ra ngoài cái park này chơi nữa. Ui. Ơi mẹ nghe. Sợ. Trời mới tuột xong mà sợ gì, có đâu sợ con. Ôi đã chưa. Mẹ lên cầu tuột bự nè Machida. Muốn chạy coi chừng té dắp té đó nha con. Cái cầu thang ở bên này nè. Machida trốn đâu mất tiêu rồi. Hello. Qua chơi với nó nè. Đi đi con. Machida đi với anh Hai kìa, anh Hai dẫn đi. Hai dẫn em nha. Trời ơi cái áo đó mẹ mới mua. Cái áo đó là mới mua hả má chết? Sao giờ cũng bận chặt dữ vậy? Nó cái này của má chết. Nó. Cái đó là 10 tuổi mà phải không? Nó có là 12 tuổi. 12 hả? Khoan từ từ Machida để anh Hai xuống nè. Nó tự tuột mình luôn. Ây da chết mẹ. Sợ. Tự tuột luôn. Không sợ à? Mẹ à, tưởng đâu con sợ. Không? Xuống đi. Tuột đi. Má chết. Ờ cái này nhỏ với tụi bay mà. Con đi chơi Aqualon được đó. Đi cái đi. Rồi. Giờ mua luôn cái nón này cho ba anh em nó giống nhau luôn nè mọi người. Cái nón màu vàng á bữa đó mấy cậu thích quá rồi cái mua luôn. Cái này nó bán rẻ mọi người, có 20 đồng một cái thôi à. Chung bộ với cái xe đạp luôn nè. Nhưng mà cái hiệu khác thôi, không phải là hiệu Rock River, cái này là B gì đó. B Twin gì đó. Cái màu nó giống thôi. Trời ơi, tụi nó chạy ở ngoài đường. Cẩn thận xe đó. Ơi mẹ nghe. Con của Hiếu á. Không nguyên nguyên bài tụi nó. Đây Matthew nó mặc nguyên bộ luôn nè mọi người. Đó, cái áo này là đáng lý là áo đá banh của anh Hai á, mà anh Hai bận, anh Hai mập quá, anh Hai bận hết vừa xong giờ cho nó đó. Quý mẹ nghe. Đỡ con lên hả? Mà tôi đỡ em mẹ coi. Ôi. Giờ đi đâu? Machida đừng có đi. Chạy đi. Rồi chạy coi sao sao. Ông làm sao? Ông làm sao chạy được? Machida dịnh vô con. Ây da. Thẳng thẳng kìa. Mẹ hồi nó còn chừng dập cô luôn bây giờ. Nó ừ. Ờ, ngồi tôi cho dập cu vậy. Rồi, đi. Mình đi thẳng vô đây là bơi nè. Ô, vô hồ bơi nè. Rồi, ở đây nó họ có cái sân này nè. Mọi người, cái sân này để cho người ta chơi bull á. Đó, nguyên cái sân chơi bull luôn. Quá đã luôn. Ở bên này, tụi Tây nó phái chơi mấy cái trò này lắm. Mấy nhất là mấy người già đó. Phải chơi luyện buôn lắm.
20 ça veut dire 20. Giỏi quá. Rồi, boisson, ça veut dire quoi boisson en vietnamien? Boisson? Je sais pas. Boisson hôm qua con nói đó. Con cá. Con cá, c'est le poisson. Đúng rồi, c'est le con poisson. Voy. Con voi là cái gì? Con voi ça veut dire en français? Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle un éléphant. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi. L'oiseau, c'est con chim. Đúng rồi, hay quá. Et je connais le chien. Le chien, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Con chó, đúng rồi, giỏi quá. Ma grand-mère, elle a un chien. Ah oui. Coucou Matilda. Coucou Emma. Coucou Emma. Matilda nói đi, coucou Emma. Oh, Emma nói đi, Emma nói tiếng Việt Nam với Matilda. Ngồi xuống, đó thấy chưa Emma? Ngồi xuống đi. Giỏi. Tu as acheté où ces bracelets? J'ai acheté au Vietnam. Tu as acheté dans quel magasin? Dans le marché Soleil. Ah. Ouais. Emma ngồi đi. Emma ngồi xuống. T'es où tes boucles d'oreilles? Ça c'est cadeau de Richard dans moi. Ah. Je sais même pas où il les a. Ma soeur, elle a le même téléphone, mais pas la même coque. Ah oui. Mais maintenant, c'est devenu le téléphone de mon frère. Il y a pas un changé. Cheval. Le téléphone, il est cassé. Maintenant, on est devenu grand. Maintenant mon frère, il a un téléphone cassé. Et moi aussi, j'en ai un. Ah oui. Maintenant, on est devenu grand et on a des portables, mais ils sont cassés. Oh. Mamie. Okay. Et toi, arrête de me taper, s'il te plaît. Đúng rồi. Con không có đánh. Con không có đánh chị. Không có được đánh chị. Tous les jours, elle se tape à chaque fois que vous venez. Voilà, ma chị đang méchant, hả? Non, venez, allons, moi. Hé, chị où? Ça fait mal aux oreilles. Oui, em parle fort, hả? Oui. Ma chị đang. Hein?
Không, không có hung dữ. Hung dữ. No. No. Hung dữ. Trời ơi. Má chỉ đừng làm vậy. No, hung dữ đừng. Con đừng làm nữa, giống Emma này, Emma đâu có làm vậy đâu. C'est pas toi. No, không có la chị. Mê sao? Trời đất. Trời đất ơi. Machida nói đi chị. 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 Là em mê sang. Ô, bu quá. Bu quá. Il les a pris les amis là. Maman, est-ce que t'as pris mon cousin au cœur? Elle est marre. Maman, t'as pris mon cousin au cœur? J'ai planqué, mais il m'a fait aller petite, j'ai sorti. Chào cái... C'est des malades. Cái bản chào mừng. Maman, il y a où mon cousin au cœur? Mấy cái cabine mà 4 sao, 5 sao này nó hay vậy. Dis-moi, mon cousin. Cái họ cho một chai rượu nè. Rồi, hôm nay là ngày hôm nay lại tiếp tục vô cabin mọi người ơi, vô đây chơi. Lại tiếp tục vô cho mấy đứa nhỏ nó chơi nữa rồi. Ở trong đây rộng lắm nên thành ra nó chạy xe đạp này kia rồi thoải mái. Nhưng không có không sợ xe mọi người. Rồi có hồ bơi có này kia rồi cho tụi nó chơi luôn. Đây. Tụi mình đi vô đây chơi. Xong rồi chút nữa ăn uống. Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh ở bên Pháp á mọi người. Để coi chút nữa có làm gì không. Có đi coi bắn pháo bông người dân sẽ quay phim lại cho cả nhà xem nha. Il s'est trompé. Je lui dis les deux, il m'a mis qu'une. C'est pas grave. Cái này là thịt cốt lết á mọi người. Vợ cũng hiếu không để làm đồ nướng nè. Đó, tùm lum mọi thứ, nhìn chốt vậy đó. Cánh gà rồi nó ướp sẵn hết rồi nè. Xong rồi cái này là bánh mì của Ả Rập đó mọi người. Bánh mì của người Ả Rập Ấn Độ này ngon. Không tiền. Bánh này rất là ngon. C'est pas grave. Il y a encore des merguez hein, dans le frigo. Oui. Regarde parce que. Oui, oui, Mathilda, ảm đi, bà ba ảm lên. Rồi. Chị sốt gì luôn nha. Nó uống whisky coca nè mọi người. Whisky rồi pha với coca. Trời, ghê không muốn. No. Con xin chưa? Con phải nói tata cho con. Tata s'il te plaît. Tata s'il te plaît. Tự nhiên lại giật ăn luôn. Bây giờ tụi nhỏ nó đang ăn đây mọi người ơi. Con bà nói hả? De l'eau ou de coca? Rồi hôm nay cả nhà của dân lại bonjour đi, con nói là chào mọi người. Emma nói chào mọi người đi. Chào mọi người, nói tiếng Việt Nam nói chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, con nói chào mọi người. Chào mọi người. Giỏi quá. Con nói đi, con tên là Emma. Con tên là Emma. Con tên là Emma. Đúng rồi, con 4 tuổi. 4 tuổi. Giỏi quá. Oui. Tu l'aimes bien ou pas? Oui. Oui. Merci. Merci Emma. Đưa đi, đưa cho ba ba đi. Xin chào mọi người, hôm nay cả nhà dân lại tiếp tục vô cabin mọi người ơi. Ai? Tại sao? Không á? Đừng có xạo nha. Ba ba đâu có nói vậy đâu, tại sao con nói? Nói là nào? Đây, mình đem chả giò, rồi samosa, làm salad rồi. Có mì cay, nó nói là mì cay á. Xào với tim á mọi người, chỗ làm thiệt là cay luôn á mọi người. Đây, để cho Hiếu thử cái mì cay này. Xong rồi mình chút nữa mình làm đồ nướng nữa. Ở ngoài kia thì nãy nhân nướng gà cho mấy đứa nhỏ rồi. Rồi mình ăn sao chút nữa. Cho sạch hỏi mẹ đi đó.
Không, tiền đâu, đưa tiền đây. Hả? Đưa tiền đây. Trời đất ơi, tôi đâu có giàu đâu. Ôi, cái mồi nó đổi chét, nó dính ra luôn rồi kìa. Xin chào mọi người. Bây giờ cả nhà của Dân sẽ đi coi bắn pháo bông nha mọi người ơi. Trời đang tối lắm mà thành ra mình quay không có sáng được. Chút nữa ra tới ngoài đó thì Dân sẽ quay lại cho mọi người xem. Hôm nay là ngày lễ quốc khánh của Pháp đó mọi người. Ok, Machida nó nói rủ mọi người đi chơi với Machida nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra biển để coi bắn pháo bông nha. Tout disparaîtra. N'importe quoi. La cuirasse et la mitraille, cette pluie. Đi ra ngoài biển mà không có bắn pháo bông mọi người ơi. Tại vì năm nay không biết sao nó không có bắn nữa. Nên thành ra cả nhà Dân đi chợ trời biển. Quay lại cái chợ trời biển cho mọi người xem. Thì năm nào nó cũng sẽ có như thế này thôi. Buổi sáng cũng có và buổi tối cũng có. Chợ trời biển buổi sáng, chợ trời biển buổi tối. Để mình lại mình coi mấy cái túi. Ở đây túi bán cua đẹp lắm. Anh là năm nay có một bên mà hồi đó năm ngoái hai bên. Năm ngoái hai bên, năm nay có một bên. Dòng tay này. Hồi năm ngoái chợ trời bán hai bên luôn mọi người, hôm nay bán có một bên. Năm nào cái sạp này nó cũng có. Rồi. Đó, đi một vòng chợ trời rồi mọi người ơi, đi buổi tối đi đơn giản vậy thôi. Ở biển là chỉ có vậy thôi. Trời ơi, ổn quá à. Thôi kệ lỡ rồi con, sao bỏ đi. Chưa được khóa mà nó. Alo. Đó. Nè, cầm chắc bình thường đi. Chứ nó con mình. Phủ tay chút nữa tay có gì đó. Nè rồi, xin ghi hết rồi nha. Hết rồi. Ủa nó ăn gì nhanh dữ hả? Thôi em ăn. Chừa đi, chừa cho nó đi. Nè được. Hết rồi. Thôi ngon rồi. Rồi đó, ok ok. Mua cái kẹo mà cái cây dài dài cho nó mùi coca đó mọi người, nó khoái lắm. Kẹo dẻo á. Rớt hả? Nó có rớt đâu, nó ngậm trong họng rồi đó. Rồi ở vùng này thì buổi tối là chỉ có vậy thôi mọi người, như là vùng biển của Việt Nam vậy đó, buổi tối là có chợ trời biển vậy thôi. Năm nay quốc khánh mà không có đốt pháo bông gì hết trơn á mọi người ơi.